What's Your DNA là một series chia sẻ về cuộc sống đại học của sinh viên Western Sydney. Đến với mỗi tập thì chúng ta sẽ gặp được các vị khách mời khác nhau và lắng nghe họ chia sẻ về câu chuyện của mình. Mỗi khách mời sẽ là một câu chuyện khác nhau, họ sẽ có những cái góc nhìn khác nhau và có thể giúp chúng ta phản ánh được cuộc sống đại học một cách khách quan nhất. Xin chào các bạn, mình là Thủy Tiên, mình sẽ là host của tập ngày hôm nay và hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là bạn Quế Chi. Quế Chi, không biết là bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho mọi người cùng được biết không ạ? Hello mọi người, mình là Quế Chi, mình là sinh viên năm 2 của Western Sydney Việt Nam. Hôm nay mình rất là hào hứng và vinh dự khi được tham gia chủng hồ sơ DNA để trò chuyện về topic sự tự tin. Mình đến với tinh thần như các bạn sinh viên khác, không phải expert gì đâu. Mình mong là các bạn có thể tìm thấy được cái sự đồng cảm. À thì ra vấn đề này không phải riêng mình gặp mà còn có Chi chia sẻ với mình nữa. Cho nên là let's begin. Khi bước vào môi trường đại học thì kỹ năng thuyết trình và kỹ năng đứng trước đám đông là một cái việc mà không thể thiếu ở sinh viên. Và tất nhiên là không phải ai bắt đầu cũng có thể có được sự tự tin đó. Vậy thì đến với chủ đề tự tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với Quế Chi về chủ đề này. Vậy thì bạn Quế Chi có thể chia sẻ một xíu là có phải từ ban đầu là bạn đã có một cái sự tự tin đến mức như thế rồi không ạ? Ok Tiên, mình không phải là một người sinh ra đã tự tin đâu. Nếu như mượn cổ máy thời gian của Doraemon về thời cấp 2, cấp 3 thì các bạn sẽ không nhận ra mình bởi vì mình cực kỳ ít nói hay tự ti và đặc biệt là né xa những chương trình cởi mở như này. Chia sẻ một chút á, là khi còn nhỏ mình cũng hoạt bát hay tham gia văn nghệ phong trào. Chỉ là từ lúc lên trung học thì mình sống khép kín hẳn đi. Mọi hành động mình làm đều lo là người khác sẽ nghĩ gì về mình. Còn có lúc mình bị bully nữa. Ăn nguyên một chai nước đá cứng ngắt vô trán mà im ru, không dám phản kháng gì hết. Sự thụ động khiến cho mình luôn là người đến sau. Nhưng mà đến một ngày á, thì mình nhận ra là không được, không thể cứ hít khói như vậy mãi được, cho nên quyết tâm thay đổi. Vậy thì qua những cái trải nghiệm như vậy á, thì Chi đã làm như thế nào để mà tìm được cái sự tự tin cho bản thân ha? Chi đọc sách trước để mà học tự tin, nhưng mà thật sự đó không dễ đúng không? Tại vì đọc là một chuyện, còn thực tế là một chuyện khác nữa chứ. Mình cũng quen ở trong cái vỏ bọc quá lâu rồi. Nhưng mà có một câu nói này mình thích lắm nè: fake it till you make it. Cứ thực hiện từng bước nhỏ thôi. Ví dụ như Chi từng bắt bản thân là trong một ngày phải giơ tay phát biểu ít nhất 3 lần. Đó, vậy cho các bạn biết mình từng ráng cỡ nào. Cứ diễn như là mình đã tự tin rồi, thì đến một lúc nào đó tự nhiên mình trở thành người đó luôn. Với lại cũng cảm ơn các bạn nữa, bởi vì được hòa nhập trong cái môi trường đại học cực kỳ năng động như hiện tại, mình càng có động lực hơn. Do xung quanh ai cũng nhiệt huyết, ai cũng năng nổ hết, cho nên phải ráng bắt kịp tốc độ nè. So, mình nghĩ tự tin là một kỹ năng có thể học được. Mình cũng nghĩ như Chi vậy đó. Qua cái thông qua cái môi trường đại học đó, thì chúng ta được rèn luyện rất là nhiều về cái sự tự tin này, đúng không? Vậy thì theo Chi á, Chi định nghĩa như thế nào về cái sự tự tin ha? Sự tự tin đối với mình đơn giản là sự tin tưởng vào chính bản thân, nhưng mà theo một cách thực tế. Hồi nhỏ thì mình hay hiểu nhầm là phải thật là hoàn hảo, phải thật là vượt trội thì mới có thể tự tin được. Nhưng mà càng lớn lên á, mình nhận thấy đôi khi tự tin nó là một cái gì đó khá là thầm lặng và điềm tĩnh. Mình chấp nhận, ok, bản thân mình có những khuyết điểm, có lo lắng và nỗi sợ, nhưng mà mình không trao cho chúng cái sức mạnh để mà hạn chế và cản trở mình trong việc thực hiện mục tiêu cũng như là trong cuộc sống. Vậy thì theo Chi á, bây giờ nha, chúng ta có rất là những cái bạn ở đại học á, bạn thiếu tự tin nè. Thì không biết là theo Chi, những cái sự thiếu tự tin đó nó xuất phát từ cái điểm nào? Thực ra theo mình á, sự thiếu tự tin có thể một phần đến từ việc so sánh bản thân quá nhiều với người khác. Điều này càng ngày càng phức tạp hơn do là bây giờ mỗi lần mở Facebook, mở mạng xã hội lên là choáng ngợp với vô vàn những thứ hào nhoáng, rồi đôi khi tự hỏi tôi là ai, tôi đang ở đâu. Cũng như trong tập 1 thì chị Quỳnh Hương có chia sẻ về peer pressure, lúc nào cũng sẽ có người giỏi hơn mình hết. Nhưng mà mỗi bạn đều có timeline riêng mà, đúng không? Chị cũng đang tập nhìn nhận đó là một cơ hội may mắn để mà mình học hỏi, tại vì không có dễ để được tiếp xúc với mấy bạn giỏi đâu nè. Mình có những điểm chưa bằng các bạn, nhưng mà cũng có những cái có thế mạnh mình đáng tự hào lắm chứ. Cho nên thay vì tập trung vào những thiếu sót cá nhân thì mình có thể nhìn lại và biết ơn những gì mình đang có rồi phát triển nó lên. Thật sự là Tiên đã học được rất nhiều là từ Chi luôn á. Vậy thì theo Chi nha, mình có hai loại người nè, một dạng là người hướng nội và một dạng người hướng ngoại. Vậy thì theo Chi á, người hướng ngoại thì thường là họ có tự tin hơn so với người hướng nội hay không? Đúng là extrovert, những người hướng ngoại thì với cái cá tính hoạt bát sẵn, mọi người thường cho là nó tự tin hơn. Nhưng mà Chi để ý một vài người bạn hướng ngoại mà mình quen thì thấy đôi khi các bạn không lựa chọn thể hiện hết cá tính thật của mình mà tạo ra nhiều kiểu tính cách khác nhau để mà được sự yêu mến của số đông.
Ngược lại, một số bạn hướng nội của mình thì lại có một cái sự tự tin cốt lõi khá là chắc và khá là nguy hiểm, chỉ là các bạn ít sởi lởi và ít bộc lộ nó ra thôi. Nên mình nghĩ cả hai types đều có cái cách thể hiện sự tự tin khác nhau và đều có cái hay riêng của mình. Vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị. Thật sự là Tiên cảm thấy là nó rất là hay và rất là bổ ích luôn á. Vậy thì chị ơi, không phải là lúc nào mình cũng tự tin đúng không chị? Không có đâu, đạt được cái mức đó chắc là siêu lắm đó. Bạn nào ở đây mà luôn tự tin thì hãy để lại info để mình xin bí quyết với nha. Mình thì cũng hay bị mất động lực, bị stress, rồi lười biếng, không muốn làm gì, không muốn gặp ai luôn. Nếu mà các bạn giống như mình đó, thì đó hoàn toàn bình thường. Những lúc như vậy thì mình hay dừng mọi thứ lại, relax một chút, nhìn lại cái chặng đường mà mình đã đi qua. Đa số chúng ta có cái xu hướng là khóc trong thất bại nhiều hơn là ăn mừng chiến thắng, đúng không mọi người? Thì mình nghĩ là cái việc an ủi bản thân á, cố gắng nhiều rồi, mình đã làm tốt ngày hôm qua, thì đó là một cách hiệu quả để mà vực dậy burnout. Ngoài ra thì chị cũng hay nghĩ đến cái lý do để mình tiếp tục đứng dậy, nghĩ về gia đình và những người mình thương yêu. Thì tự nhiên lúc đó mình nhận ra, thì ra mình không hề cô đơn, mình không hề phấn đấu một mình, mà còn nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ phía sau. Vậy thì những cái lúc nào mà chị cảm thấy run nè, cảm thấy là mình rất là căng thẳng, vậy thì chị thường làm gì để mà làm giải tỏa được những cái căng thẳng đó? Đứng không biết các bạn có giống mình không, mình đứng trước các cái nhiệm vụ mà có phần thử thách và lạ đó, thì mình hay có xu hướng là vẽ nhiều cái viễn cảnh ra trong đầu. Nếu thế này thì sao, nếu thế kia thì sao. Thật ra điều này không phải lúc nào cũng xấu, nhưng mà càng nghĩ nhiều á thì não bộ càng đưa mình tới những điều mà không được tích cực cho lắm. Giống như lúc mà nhận lời mời tham gia từ chương trình mình nè, con quái vật sợ hãi của mình nó hiện ra. Ê bà không có kinh nghiệm mấy vụ này đâu nha bà, muốn tự làm quê mình hả bà? Đó, thì để mà đánh bại con quái vật sợ hãi, mình tạo ra một con quái vật tiếc nuối. Mình đặt câu hỏi, mình sẽ hối tiếc điều gì nếu từ chối cơ hội này, và so sánh nó với mình sẽ đạt được những gì nếu mà thành công đưa ra kết quả. Cũng còn một cách khác nữa chị hay dùng, muốn chia sẻ luôn với các bạn, là để vượt qua nỗi sợ, hãy tạo lên một nỗi sợ khác lớn hơn. Ý, nghe mâu thuẫn quá không ta? Hơi hơi. Ví dụ vui là lần đầu tiên chị thi debate, lúc đó cực kỳ căng thẳng luôn, tay mình lặng ngắt như Elsa. Thì mình đã hoàn hồn bằng cách là chọc bản thân. Trời ơi, sau này đi khởi nghiệp còn lo đàm phán giải quyết với bên pháp luật, bây giờ mới có practice trong lớp mà đã ngại rồi. Đó thì cái tự ái có động lực liền luôn. Trời ơi, thật sự luôn á. Cái này là chỉ có Chi mới nghĩ ra thôi nha. Vậy Chi ơi, Chi có thể chia sẻ cho mọi người cùng được biết á, là những cái bí quyết nào của Chi để chống run khi mà mình thuyết trình hay là mình đứng trước đám đông được không? Ok, rất sẵn sàng luôn. Anh chị mình hay nói vui là cứ xem khán giả như cây cỏ đi là xong. Mà thực sự nó không có hiệu quả với mình lắm. Tại mình có làm cách mấy cũng không thể biến mấy chục con mắt chầm chầm thành mấy cái lá được. Mình chưa có hoàn hảo đâu, cũng đang rèn luyện skill thuyết trình. Nhưng mà có một bí quyết mình học được từ TED á, luôn áp dụng, là đứng trước khán giả với thiện chí. Ok, tôi đến đây là để cống hiến, để chia sẻ kết nối với mọi người. Như vậy cái tự nhiên con người mình sẽ thoải mái và cởi mở hẳn ra. Do mình không có đến đây vì cái áp lực cá nhân, làm cho thật tốt để được điểm cao, làm tốt để qua môn, mà mình đến để hòa nhập với mọi người như một cái buổi trò chuyện bạn bè cà phê bình thường vậy đó. Thật sự là thích Chi quá luôn rồi đó Chi ơi. Vậy thì Chi ơi, Chi có thể chia sẻ thêm cho mọi người cùng được biết á, là sau khi mà rèn luyện được sự tự tin á, thì Chi đã đạt được những gì không? Ok, nói đâu xa, mình có được cơ hội ngồi đây chia sẻ nè. Bản thân mình á, thì sự quý giá nhất tự tin mang lại nó không đến từ bất kỳ thành tích cụ thể nào, mà là từ thái độ. Bây giờ mình đã ít sợ hơn rồi, đã chủ động hơn, có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống, và cũng như dám làm, dám thử những điều trước đây nghĩ mình không bao giờ làm được. Thì đó là một cái điều khá ngoạn mục đối với mình, bởi vì theo mình á, cái điều khó nhất thay đổi là quan điểm của mỗi con người. Cho nên các bạn ơi, cứ hãy tin tưởng vào bản thân mình rồi cái gì cũng thể làm được. Tiên rất là đồng ý với quan điểm của Chi luôn á. Nghĩa là mình cứ tin vào bản thân mình thì mọi thứ đều có thể qua được hết trơn. Hồi nãy á, thì Chi có chia sẻ rất là nhiều về những cái vấn đề mà Chi đã trải qua, ví dụ như là về nhà trường nè, về bạn bè nè. Vậy thì Chi có nghĩ rằng là sẽ có một đôi lúc nào đó mình sẽ không đạt được cái sự tự tin khi mà mình trải qua quá là nhiều vấn đề như vậy không? Cảm ơn câu hỏi này của Tiên. Bây giờ nếu mà nói thì dễ, nhưng mà trong cái giai đoạn hoang mang trước đây á, thì mọi thứ dường như là không thể, sự thay đổi này là không thể. Có những lúc mình còn không tin tưởng được ai nữa, mẹ là người duy nhất mà mình có thể tâm sự. Mình có cái nhìn hơi bị giới hạn, giống như là thanh niên nghiêm túc mà nhìn
nhìn mấy bạn nam vui vui quậy quậy trong lớp á, mình cũng muốn được như họ lắm, nhưng mà nghĩ là chắc các bạn sinh ta đã tự tin sẵn rồi. May mắn có một tấm gương sống là ba mình. Thì kể chuyện với các bạn một chút để mà thay đổi không khí. Thì ba cũng trải qua cái sự thay đổi y chang như mình, y chang luôn. Cho nên mình nghĩ là có hy vọng để thử lắm. Người mà chơi xấu đẩy mình ra thử thách sau đó bỏ chạy là ba mình. Người mà post toàn những văn chương triết lý trên Facebook cá nhân của mình khiến cho mình vừa mắc cười vừa xấu hổ vừa tự hào cũng là ba mình. Các bạn biết, các bậc phụ huynh mà. Đó, cho nên là mình thấy thật sự biết ơn và không muốn cũng thay đổi thôi. Ba gì mà dễ thương quá à. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Chi về cái chủ đề tự tin của ngày hôm nay. Xin cảm ơn Chi rất là nhiều về những cái chia sẻ vừa rồi. Vậy thì hiện tại chúng ta sẽ qua một cái phần vô cùng đặc biệt, đó chính là chơi một trò chơi. Hiện tại trên bàn của chúng ta lại đang có một sấp bài như này nè. Và mình cùng Chi sẽ mỗi người bóc hai lá bài để trả lời những cái câu hỏi ở trên lá bài đó. Vậy thì Chi ơi, bắt đầu thôi. Chị bóc ngay lá đầu tiên đi nha. Ok, mình hãy đi trước nha. Lúc này bạn cần nhất tố chất nào trong bốn tố chất sau đây? Sự bền bỉ, sự sáng tạo, sự bản lĩnh và sự điềm tĩnh. Tại sao? Giờ nếu mà cho Chi chọn hết bốn cái này không ta? Tại thấy cái nào cũng cần hết trơn á. Nhưng mà chắc là thích nhất là sự điềm tĩnh. Bởi vì mình cảm thấy những người mà mình hâm mộ, những idol của mình và những cái doanh nhân diễn giả mình theo dõi, thì sau nhiều năm kinh nghiệm thì họ mới có được sự điềm tĩnh. Và điều đó rất là hay. Đặc biệt là sự điềm tĩnh nó là một cái trí tuệ cảm xúc mà bậc cao nhất rồi. Đó, cho nên cái sinh viên mà còn hơi trẻ trâu như mình một chút á, thì cực kỳ muốn có được sự điềm tĩnh. Mặc dù là cần phải trải qua nhiều chặng đường dài thì mới có được kết quả đó. Cho nên nha, mình rất là thích sự điềm tĩnh. Tôi nghĩ nó cũng là một điều đúng đó. Nghĩa là với Tiên nha, sự điềm tĩnh sẽ giúp chúng ta suy nghĩ được nhiều hơn. Chúng ta sẽ lựa chọn được cái hướng đi nào mà phù hợp với mình nhất. Và trải qua những cái cám dỗ, những sự tiêu cực nữa Tiên. Dạ, đúng rồi, Tiên cũng nghĩ vậy. Bây giờ thì tới lượt Tiên nha. Ok. Câu hỏi của Tiên là: bạn thường hay so sánh bản thân mình với những ai và về vấn đề gì? Thật sự ra dạo này Tiên cũng hay so sánh bản thân mình lắm. Tại vì hiện tại đang là sinh viên năm 2 mà, cho nên là tất cả các bạn bè của mình đều đi làm nè, không đi làm cũng đi thực tập hết trơn rồi. Còn có mình ên mình ở nhà mà nằm chảy thay lười ra. Nên là lâu lâu mình cũng thấy buồn là tại sao mình lại không có đi làm hay là đi thực tập như các bạn. Tiên ơi, điều này là Chi hoàn toàn giống như Tiên luôn. Cho nên Tiên không cần phải cảm thấy bối rối quá. Thật ra thì Tiên nghĩ là thực tập nó là một cái vấn đề mà sự lựa chọn thôi. Có thể đến trước và đến sau. Giống như là đôi khi mình nghĩ mình tập trung học á, thì nó cũng có mặt lợi, ví dụ như gây được thiện cảm với thầy cô, là sau này thầy cô cũng có thể mentor cho mình một chút, hoặc là mình gặt hái được hoặc học bổng chẳng hạn. Nhưng mà cái điều mà thực tế cũng rất là quan trọng, đúng không? Chị Thái Văn Linh thì có suggest là sinh viên năm nhất đã phải đi thực tập rồi. Cho nên đôi khi chị cũng thấy mình hơi trễ. Tiên cũng thấy vậy, nghĩa là rất là nhiều người chia sẻ là nên đi thực tập từ năm đầu tiên. Nhưng mà hiện tại mình vẫn còn đang chùn chân một xíu. Nhưng mà Tiên nghĩ là từ từ rồi cơ hội sẽ đến. Mình sẽ biết nắm bắt cơ hội là mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, đúng không Chi? Đúng rồi. Ok, tới lượt Chi, từ lá thứ hai đó. Khi nghĩ về tương lai, điều gì khiến bạn lo lắng nhất? Và điều gì mang đến nhiều hy vọng nhất? Thực ra thì bây giờ mình thấy cái gì trong tương lai cũng mơ hồ, cũng khiến cho mình lo lắng hết các bạn. Còn điều hy vọng á, thì mình cứ hy vọng những gì mà tốt nhất sẽ đến. Có thể là những khó khăn, nếu mà mình được lựa chọn thì những khó khăn đó trong mức chịu đựng của mình thôi. Chi thì không phải là một người mà cứ plan xa, mình cứ open với lại thử thách. Thì khi mà dòng đời mình đưa đến cho mình những cái thử thách á, thì mình cứ từ từ mình chấp nhận rồi mình qua đó mình học hỏi. Nói chung là mình cũng chuẩn bị cái tâm lý để đón nhận thất bại, thử thách này kia. Cho nên là cứ open thôi. Mình cũng nghĩ vậy. Và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên năm nhất, khi mà bạn mới bước vào môi trường đại học á, thì sẽ có rất là nhiều các thử thách đến với các bạn luôn. Và đặc biệt một trong những cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta nói đến là chính là sự tự tin. Nghĩa là các bạn khi mà bắt đầu bước lên thuyết trình nè, có nhiều bạn sẽ là lần thuyết trình đầu tiên nữa, cho nên là các bạn sẽ cảm thấy rất là lo lắng, rất là khó khăn khi mà thực hiện những điều đó. Tuy nhiên thì như Chi đã nói, các bạn hãy chấp nhận những cái thử thách đó thì mọi thứ đều sẽ ổn hết thôi. Ok, và lượt cuối cùng đó chính là lượt của Tiên. Tiên sẽ mở câu hỏi cuối cùng nha. Hãy kể tên một điều mà ai đó đã nói hoặc làm khiến bạn cảm thấy buồn và tự ti. Trời ơi, cái này là nhiều lắm luôn nè.
Như chị cũng thấy nha, mặt Tiên nó hơi tròn tròn. Kiểu người Tiên nó cũng hơi tròn tròn luôn. Nên là có nhiều bạn cũng hay nói là sao mà Tiên mập quá, Tiên ốm lại chắc Tiên đẹp hơn á. Nhiều người, rất là nhiều người nói như thế. Và thật sự là Tiên cảm thấy rất là buồn vì điều đó. Bởi vì Tiên thật sự rất là yêu cái cơ thể này của mình. Và cảm thấy là mọi thứ rất là ok. Nhưng mà Tiên nghĩ là hôm nay gặp Chi thì mong Chi có thể nói một cái gì đó để mà Tiên cảm thấy có thể tự tin hơn, để phù hợp với chủ đề chương trình ngày hôm nay. Thật sự là Chi không thể tin được là có người nhận xét với Tiên như vậy. Bởi vì theo Chi á, thì Tiên cực kỳ đáng yêu luôn. Lần đầu tiên mà gặp bạn Tiên của mình nè, là mình cảm thấy bạn giống celeb. Tại vì cái cách ăn mặc rồi bạn còn có chiều cao khá là ấn tượng nữa. Đó, mình cũng rất là muốn được giống như bạn. Nếu mà Tiên gặp cái vấn đề về cơ thể hơi tròn chút thì Chi cũng gặp vấn đề về cơ thể như vậy, nhưng mà ngược lại là kêu mình ốm quá thì hãy tăng cân lên đi. Thì mình nghĩ là mỗi người, đặc biệt là phụ nữ nữa, vấn đề này khá là nhạy cảm, thì đều có cái sự lựa chọn với mình. Thì mình cũng học được từ chị Giang ơi trên YouTube á, là cơ thể này dù mình có thích hay không thì mình cũng gắn bó với nó cả đời, nó cũng là của mình cả đời. Cho nên là cứ tập thể dục, cứ ăn uống lành mạnh rồi tập cách yêu cơ thể thôi. Tiên xin cảm ơn Chi rất là nhiều về những cái chia sẻ đó, và Tiên cảm thấy rất là được truyền động lực đến từ Chi luôn. Vậy thì những lời cuối, không biết là Chi có muốn chia sẻ gì và muốn nhắn gửi gì đến với các bạn đang xem chương trình của Sudena tập thứ 2 không? Ok, với vai trò là khách mời nhưng mà mình thấy là hôm nay mình học được từ chương trình nhiều hơn nữa, và từ bạn MC rất là đáng yêu này rất là nhiều. Qua cái bài talk đó, thì mình cũng mong muốn là mình đã phần nào truyền được động lực và năng lượng cho đến các bạn. Ai mà đã tự tin rồi thì ngày càng tỏa sáng hơn. Ai còn hơi struggle một xíu thì mình cực kỳ đồng cảm với các bạn. Nhưng mà đừng lo, bởi vì tự tin là một kỹ năng có thể học được mà. Các bạn cứ take it easy và enjoy quá trình của riêng mình nè. Mình cũng cảm ơn WorldSuDNA và bạn Tiên đã cho mình cơ hội ngồi đây chia sẻ. Mong rằng chương trình của chúng ta sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và ngày càng thành công hơn nữa trong các series sắp tới. Cảm ơn. Xin cảm ơn Chi rất nhiều. Và đó cũng là kết thúc của tập WorldSuDNA hay tập thứ 2 tuần này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và mong các bạn sẽ đón chờ những số tiếp theo của WorldSuDNA nhé.